này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa như thế gọi là vì quả vị giác ngộ cao tột mà hành hạnh bồ tát bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn như lai thường nói phật đà phật đà vậy thì vì nghĩa gì mà gọi là phật đà phật dạy này thiện hiện theo nghĩa thật giác nên gọi là phật đà này thiện hiện hiện giác thật pháp nên gọi là phật đà lại nữa thiện hiện thông đạt thật nghĩa nên gọi là phật đà lại nữa thiện hiện đối với tất cả pháp hiện giác như thật nên gọi là phật đà lại nữa thiện hiện đối với tất cả pháp tự nhiên khai giác tự tướng cộng tướng hữu tướng vô tướng nên gọi là phật đà lại nữa thiện hiện đối với tất cả chủng tướng của pháp ba đời và pháp vô vi chuyển thành trí vô chướng nên gọi là phật đà lại nữa thiện hiện như thật khai giác tất cả hữu tình khiến lìa các khổ điên đảo ác nghiệp nên gọi là Phật đà. Lại nữa thiện hiện có khả năng như thật giác tướng của tất cả pháp là vô tướng nên gọi là Phật đà. Bấy giờ cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như Lai thường nói Bồ đề, Bồ đà, vậy vì nghĩa gì mà gọi là Bồ đề? Phật dạy này thiện hiện chứng nghĩa không của Pháp là nghĩa bồ đề chứng nghĩa chân như là nghĩa bồ đề chứng nghĩa thật tế là nghĩa bồ đề chứng nghĩa Pháp tánh là nghĩa bồ đề chứng nghĩa Pháp giới là nghĩa bồ đề lại nữa thiện hiện giả lập danh tướng phô bảy ngôn thuyết có khả năng giác ngộ chân thật pháp tối thượng thắng diệu nên gọi là bồ đề lại nữa thiện hiện chẳng thể phá hoại chẳng thể phân biệt nên gọi là bồ đề lại nữa thiện hiện, tánh chân như, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh không điên đảo của Pháp nên gọi là Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, Bồ Đề chỉ là tướng giả danh hiệu chứ không phải danh tướng chân thật có thể nắm bắt được nên gọi là Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện diệu giác chân tịnh của chư Phật nên gọi là Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện chư Phật do đó mà hiện giác tất cả các tướng của các Pháp nên gọi là bồ đề bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát vì bồ đề nên khi hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đối với những pháp nào là ích là tổn là tăng là giảm là xanh là diệt là nhiễm là tịnh